Chào các con, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con bài tập lý thuyết trang số 21. Ở bài này chúng ta cũng có 3 bài cần làm. Nhưng mà trước khi mà chúng ta làm bài ấy, thì chúng ta sẽ học cho cô 3 nốt nhạc mới này. Đó là nốt đồ, rê, mi, ở khóa pha. Thì vị trí viết là khe 2 này, dòng 3 này, khe thứ 3 này. Và ký hiệu chữ cái thì đồ, rê, mi vẫn là si, ti, i. Còn vị trí đồ rê mi khóa son thì con đã biết rất nhiều bài phía trước rồi, đều có ký hiệu như thế này. Rồi, bây giờ vào bài đầu tiên. Bài đầu tiên thì khóa pha yêu cầu viết các ký hiệu tên nốt ở đây. Vậy thì ở đây chỉ ôn lại 3 vị trí là đồ rê mi và chúng ta viết chữ cái ứng với mỗi nốt. Ở bài này nhé, bài nhịp 3-4 tương tự và bài nhịp 2-4 thì cũng vậy. Chủ yếu là cho mình nắm vững được vị trí của nốt đồ rê mi nằm ở vị trí nào ấy. Sau khi chúng ta kiểm tra các nốt ở trên này, ứng với những nốt nào phía dưới này thì chúng ta sẽ điền các chữ cái tương ứng nhé. Bài tập thứ 2. Ở bài tập này thì các con sẽ viết những nốt nhạc mới này ở khóa pha nha. Theo sự chỉ dẫn là dòng này viết nốt mi này, dòng này viết nốt rê và dòng này viết nốt đồ. Và ô đầu tiên các con viết nốt tròn hoàn toàn này, whole note này. Ô thứ hai các con viết nốt trắng chấm. Ô thứ ba các con viết nốt trắng. Ô thứ tư các con viết nốt đen. Và ô cuối cùng các con viết hai nốt móc đơn. Và ở bài transposing này nghĩa là chúng ta sẽ dịch chuyển vị trí nốt từ khóa son sang khóa pha hoặc từ khóa pha lên khóa son. Mà tên gọi thì vẫn y nguyên nhé. Ở bài đầu tiên này thì là hãy dịch chuyển những nốt nhạc này lên khóa son, âm vang của tiếng sẽ cao hơn một quãng. Thế thì ở đây nốt đồ. Vậy các con sẽ check lên cho cô ở phía bảng trên nốt đồ này là quãng thấp. Thì nốt đồ khóa son sẽ ứng với nốt đồ này là đồ cao hơn một quãng. Đó, ở trên phím đàn mình cũng nhìn rất rõ là cao hơn một quãng là như thế này. Rồi. Ví dụ nốt thứ ba là nốt rê chẳng hạn. Thì nốt rê này, các con cũng kiểm tra ở phía trên nốt rê khóa pha viết ở đây. Thì nốt rê khóa son viết ở vị trí này. Như vậy chúng ta sẽ chép vị trí nốt rê ở khóa son lên đây. Các nốt sau tương tự, có 3 nốt đồ rê mi thôi nhé. Đến bài cuối cùng, thì các con hãy dịch chuyển những nốt nhạc này xuống khóa pha. Tức là âm vang thấp hơn một quãng. Vậy bây giờ mình cũng xác định đồ rê mí là 3 nốt đầu tiên ở ô này chẳng hạn. Thì mình cũng sẽ dịch chuyển đây ví dụ như là đồ rê mí ở khóa son. Mà thấp hơn một quãng thì mình sẽ viết là đồ rê mí ở khóa pha như thế này. Đó, thì mình sẽ viết vào đây. Đó là vị trí và cao độ âm thanh thấp hơn một quãng đấy. Đấy là bài tập mà cô hướng dẫn cho các con làm trang 21. Các con làm bài tập nhé. Và sau khi làm xong thì chúng ta nên nhờ thầy cô chữa bài hoặc là chúng ta có thể gửi về địa chỉ email ở trung tâm cô là trungtamhoangvan@gmail.com. Cô sẽ sửa bài giúp các con nhé. Rồi, tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.